cái đầu gì không hết gì trơn vậy? Ừ, thất nghiệp ở nhà không có tiền để hốt tóc luôn hả? Chết luôn. Tết nay ở nhà no. Trời kỳ vậy. Tết gì bồi bổn cái gì hai vợ chồng? Được nhà mọi người. Có nhà là mừng ha. Tết thì không cần quan trọng ha. Thì Tết gì sao ít ổi quá vậy? Nè, thấy được mấy trái cây nữa không? À. Tết này có người Việt hả? Mình không quan trọng hả? Không quan trọng như đâu. Để mình ăn theo không ta? À, mình là người dân tộc phải không? Người dân tộc. Tại ngày tháng tư gì cho thăm thăm mây. Cho thăm mây cái đó Tết của mình. À, mày... Tết của người Khmer. Ờ, cái đó mình cung trong nhà. Xem đi chùa vậy đó. Dạ rồi, Hùng Cao mến chào quý cô chú anh chị đã trở lại xem kênh của Hùng Cao TV. Thì hôm nay lời nói đầu tiên Hùng Cao mùng 4, Hùng Cao cũng xin chúc toàn thể quý chú anh chị cũng như là quý mạnh thường quân thật là nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý, cũng như là trẻ mãi không già nha. Thì hôm nay Hùng Cao đến để mà cập nhật căn nhà đôi của anh Hồng chị Hường và anh Hai đó quý anh chị, anh Yên. Thì hôm nay là mùng 4. À, Hùng Cao muốn quay lại để cập nhật coi vợ chồng anh chị có ăn Tết được vui vẻ hay không. Đó. Ô, chào con chào ông bà đi. Cô chào ông bà, cô chú. Nhà con ăn Tết sao rồi? Nhà con có ăn Tết không? Có. Rồi bánh trái, bánh mứt gì đâu? Hết rồi. Hết rồi hả? Dạ. Ba mẹ có tiền Tết không? Không. Sao vậy? Hả? Sao vậy? Rồi Tết nay có đi đâu chơi không? Có đi đâu chơi không? Không. Ở nhà không hả? Dạ. Ôi, sao vậy? Ba lì xì cho. Có. Ai lì xì cho? Bư thằng ba. Lì xì được nhiêu? Lì xì được. Nghe. Yeah. Mười. Có 10 ngàn hả? Dạ. Được không? 50. Con lì xì được nhiêu? 50. Từ Tết giờ có được 50 à? 70 hả? 70 ngàn à? Dạ. Rồi hôm nay ăn Tết có vui không? Vui. Vui là nhờ cái gì? Lì xì. Vui là nhờ lì xì hả? Có nhà. À, vui là nhờ có nhà ha? Dạ. Có nhà là vui rồi, cũng như là được ăn Tết lớn này ha? Phải không? Tụi ba với mẹ ăn Tết lớn không? Cái này ai vẽ đây? Bạn con vẽ rồi cho á. À, tưởng là con vẽ chứ. Có biết vẽ không? Không nữa hả? Chưa biết vẽ nè. Cô bạn nữa hả? Bạn vẽ đẹp nè. Giống nè. Tụi ba với mẹ đâu? Mẹ con mà. Mẹ con về kìa. Rồi chị về nè với anh chị. Chào chị nha. Nên mùng 4 Tết sao rồi? Vui vẻ. Vui vẻ, chúc gia đình nhiều sức khỏe nha. Rồi, chúc cô chú anh chị. Chúc cô chú phát tài, mạnh khỏe. Năm mới. Rồi, năm Tết hôm nay, Tết sao rồi? Có gì ăn đó. Tết lớn không? Rồi, có tiền đâu rồi lắm. Vậy? Bán đủ ăn. Được rồi. Tóc tay nè, không có những tài với chơi. Đi làm móng làm gì luôn hả? Trời ơi. Cho đủ ăn được rồi. Vậy đó hả? Không có được làm móng, tóc tay, không được trẻ gọn nữa kìa quý anh chị. Trời ơi. Năm nay không có chuyện tính không hả? Không. Trời ơi. Khoản không dư hả? Có dư đâu. Đủ ăn đủ xài đủ hả? Ăn đủ xài à. À. Rồi bữa nay bán số được nhiêu vậy? Bữa nay được 120 vé. 120 vé hả? Mua ba tờ lấy hên ha, mùng 4 Tết đi cho chúng. Cầm. Rồi lì xì cho làm gì? Chúc chúng mạnh khỏe, làm ăn phát tài. Được chưa? Rồi. Rồi ha. Nào không?
Con chúc chú Hùng sống lâu trăm tuổi, vạn sự như ý, tiền vô như nước. Hết chưa? Rồi. Hai đứa kia đâu? Cái này 10 ngàn rồi nè. Nè. Chơi như mình vô luôn. Không lấy hả? 10 ngàn ít quá hả? À. Nè, ít quá thì lấy 20 đi vậy. Có tài xanh nè. À đó. Lấy vào. Lấy cái vô đó. Vô lại đó. À. Lấy vào hạ đây. À. Lông mi quá trời dài luôn, quá đẹp luôn. Đâu hai đứa kia đâu? Chưa ai. Sao cái đầu gì không hớt gì hết trơn vậy? Ừ, thất nghiệp ở nhà không có tiền để hớt tóc luôn hả? Hết luôn. Tết nay ở nhà no. Trời kỳ vậy, tết gì bồi bổn cái gì hai vợ chồng? Được nhà mọi người, có nhà là mừng ha. Tết thì không cần quan trọng ha. Thì anh với chị cũng như là cái tết Việt á thì cũng chẳng là quan trọng với anh chị, nhưng mà chủ yếu là cúng ông bà bữa 30 phải không? Với lại thì tại vì anh là người dân tộc Khmer thì cũng như là tới tết Khmer mới là quan trọng đối với vợ chồng anh với chị mới có thể là mua đồ về như là cúng ông bà ăn tết miên mới là lớn với anh chị. Thì người dân tộc tết Khmer là mới lớn nha. Thì tết Việt này chỉ là đơn sơ thôi, thì mà đơn sơ như vậy là không được rồi. Cái gì mà tóc tai rồi mình mẩy gì không có bộ đồ cũng ăn lớn mà thất nghiệp lâu. Chị thì bận rộn đi bán giấy số hàng ngày luôn, không có được mà chăm sóc móng tay móng chân luôn, đầu cổ thì còn bù xù nữa, chết luôn rồi. Rồi hai đứa kia đâu? Đúng rồi. Chùa hả? Hỏi không nghe. Tết lại gì mà không có bánh trái mất văn hết trơn quý anh chị ơi. Gì mà đúng là gia đình này vợ chồng anh chị gặp là nghèo khó luôn á, nghèo không thể nào mà tả được luôn á. Được căn nhà mơ ước vậy là quá là mừng vui cho mấy đứa trẻ như là vợ chồng anh luôn. Thì cũng như là bữa nay ngày 4 cao cũng khai trương để mà cập nhật nhà của anh Hồng chị Hường và anh Hai để cho quý anh chị được xem. Thì cũng như chúc cũng như là cảm ơn toàn thể quý mình quân đã cho anh với chị được cái ngôi nhà để mà ăn được cái tết năm nay khá là vui vẻ ha. Thì bây giờ ông Cao mời quý anh chị qua nhà anh Hai nha. Nay rồi anh Hai ơi. Rồi nhà anh Hai cũng như không luôn quý anh chị. Mở nhạc thôi nghe tết nữa nè. Ở nhà anh Hai cũng như vậy luôn, được cái bàn thờ trống lỏng luôn, không thấy trái cây, không thấy bánh mứt luôn. Màn này màn mới màn cũ anh Hai? Màn mới màn cũ vậy? Trời sao không có màn mới anh Hai? Mới mà nó cái gì đó. Wow, cái phòng. Anh Hai ngủ cái phòng hả? Hả? Ủa bà này. Thế sao ngủ cái phòng? Phòng gì? Trời có phòng không chịu ngủ anh Hai. Để ngủ ngoài đi chắc ăn hơn. Bữa nay mùng 4 Tết anh Hai có lời gì chúc đến quý khán giả của mình không? Chúc cho mạnh khỏe, cho mình quân mạnh khỏe, mừng năm mới vui vẻ thôi. Có mong phát tài. Tiền vô cái nước đi để giúp cho bà con nghèo tiếp tục ha. Dạ đúng rồi. Rồi ăn tết thì thấy trống lỗng nhìn hai thì có nhiêu đó trong rồi hơi giỏi sáng. Ồ nay là ăn tết gì cơ nè, từ trước ra sao trống lỗng rồi, bên giống như bên nhà vợ chồng anh Hồng chị Hường luôn. Được cặp lo nãy đâu vậy anh Hai? Con thử rồi chưa sửa nữa. Thì của ai? Của mình hả? Của mình lâu rồi. Rồi tết gì sao ít ổi vậy nè, thấy được mấy trái cây nữa không? Tết này có người Việt hả? Mình không quan trọng hả? Không quan trọng như đâu, để mình ăn theo không ta. Mình là người dân tộc phải không? Người dân tộc để ngày tháng tư gì cho thăm thăm mây cho thăm mây, cái đó tết của mình mày... tết của người Khmer. Cái đó mình cung chúng nhà đem đi chùa vậy đó, cũ xưa gì đem vô hết trơn. Đó, giờ là sạch sẽ ha. Đó, đàn ông cũng sạch sẽ vậy là mừng rồi nè. Chứ mà đàn ông mà bộn là thua lắm. Mình không biết dọn là ai dọn cho mình bây giờ nhà mình mà. Tết vậy vui không? Vui á. Vui là nhờ cái gì? Nhờ được nhà mới. Ai giúp đỡ mình được nhà mới cũng mừng rồi. Quá vui luôn ha. Quá vui luôn. Tết là được cái ngôi nhà như vậy là ấm cúng ha.
đơn sơ là vậy là được rồi. Thì như là hôm nay Hùng Cao muốn cập nhật ngày mùng 4 Tết cũng như là Hùng Cao khai trương quay để gửi đến quý chú anh chị xem. Thì bây giờ từ đây trở đi Hùng Cao sẽ ghi hình để cho quý chú anh chị được xem và biết đến những cái hoàn cảnh tiếp tục cho quý anh chị ha. Giờ Hùng Cao cũng xin tạm thời khép video, cũng xin chúc toàn thể quý chú anh chị một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình, làm ăn luôn phát tài phát lộc, vạn sự như ý nha quý anh chị. Chào tạm biệt.